đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Thiên Ân đã sắc vóc với đối thủ tại Miss Grand International. Nhìn vòng eo mà hết hồn. Dù chỉ mới đến Indonesia có 2 ngày, nhưng Hoa hậu Thiên Ân vẫn tỏa sáng với nhan sắc rực rỡ và thân hình nóng bỏng. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân đã nhập cuộc đua quốc tế được 2 ngày và vẫn tràn đầy năng lượng. Ngay từ khi mới đến Indonesia, cô đã hòa nhập và nói chuyện rất vui vẻ với các thí sinh. Mới đây, người đẹp Long An còn khiến khán giả suýt xoa khi đọ sắc vóc cùng người đẹp Cộng hòa Séc. Trong ảnh, Thiên Ân và Mariana Bekova, Miss Grand Cộng hòa Séc, đã có buổi chụp hình cho nhà tài trợ cuộc thi. Cả hai diện đồ tập gym, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn vô cùng quyến rũ. Nếu như Mariana Bekova mặc bộ đồ mang phong cách sexy, thì Thiên Ân diện đồ tập màu nude với thiết kế cơ bản nhưng vẫn khoe khéo được vòng eo mê hồn. Mặc dù thấp hơn đại diện Cộng hòa Séc, nhưng người đẹp Long An không hề bị lu mờ. Trái lại, cô còn được netizen khen ngợi hết lời với thân hình đồng hồ cát hết sức gợi cảm. Chưa có thời gian tập luyện chuyên sâu để siết cân, nhưng Thiên Ân vẫn có được phong hài nhỏ xíu, đáng ngưỡng mộ. Trước đó, cô từng bị chê bai khi body còn chưa được săn chắc như các đàn chị đi trước. Tuy nhiên, Thiên Ân chứng tỏ rằng cô ấy vẫn cân được mọi thể loại trang phục và vóc dáng của cô còn khiến cho các đại diện phương Tây phải dè chừng. Ngoài ra, tân Miss Grand Việt Nam còn gây bất ngờ với trình tiếng Anh thượng thừa, có thể thoải mái giao tiếp tại cuộc thi quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.